Nếu mà các con mà đang ổn định chỗ ngồi thì mình đứng dậy. Con nào chưa ăn cơm thì nào hello nhé thằng Ngân. Hello teacher. Hello. Evening. Đâu có xem mà cô phải mute out rồi nha. Đợi tôi một tí. Các bạn chuẩn bị comment này. Đâu là các bạn ổn định chỗ ngồi nhá. Bạn nào ổn định chỗ ngồi. Raise your hand. Raise your hand. Yeah, so good. Great. Yeah. Oh, Đinh Huệ Lâm khoe cho cô cái nhẫn là xinh quá. Trời ơi, đáng yêu quá. Hello anh Thư. Hello Mai Tiến Dũng. Ah, Mai Tiến Dũng. Okay. Bạn Mai Tiến Dũng nha, hôm nay phát biểu nhiều con nha. Hello Ngọc Ngà. À, Ngọc Ngà vừa rồi có bài hay lắm. iPad của Lê Thị à, Khôi và Hiền. Hi. Đặng Phương Thảo đang ngồi với em đúng không? So. Uy Vũ lớp 1. Rồi, bạn ấy đã có tai nghe rồi. Hôm nay mình cũng học nghe rất là nhiều. Tại vì nhá, là hôm trước nhá, cô thấy là dạy phát âm như thế rồi, nhưng mà chắc là ở nhà ăn dằm đấy là quên mất không ôn bài trong video đúng không? Thế là thành ra là mình cũng hay bị mắc một số những cái lỗi rất là cơ bản mà cô đã nhắc đi nhắc lại trong buổi học rồi. Thì hôm nay cô trò mình cùng đi chữa bài nhá. Chữa bài một xíu nha. Rồi, các bạn nào ổn định chỗ ngồi là 5 phút nữa là chúng mình bắt đầu vào học đó. Ui. Bạn à, hello Võ Minh Khang. Minh Khang này tiến bộ lắm. Yeah. Vương Tân đâu nhở? West Vương Tân. Ê, Đỗ Bảo An. Hello, Đoàn Minh Huy. Ok. So if you are ready, just comment on the chat now. If you are ready, you can raise your hands by icon or you can let some messages on the chat box now. Okay, Võ Minh Khang ready. Okay, Trần Anh ready. Ngọc Lan ready. Phương is ready. Phùng Tuấn Anh is ready. Okay, cô sẽ lướt qua một vòng nha. Cô sẽ lướt qua một vòng nha. Okay, okay, so great. Today we have about 135. Có rất nhiều bạn là ngồi chung hai anh em hoặc là hai bạn ngồi với nhau, cho nên là có gì là phải chỉ nhau học nha. An and Ngân, yes, I see An and Ngân now. So hello, oh my god, it's so pity for me that I can't hear you. Mwah. Oh my god, it's so sweet. So, hello cô Hiền Huyền, trời ơi, Hiền nó cũng ngoa kìa, đáng yêu quá. Đâu xem nào, Minh Châu nè, Nguyễn Quang Vinh nè, mẹ đang chỉnh mic cho con đúng không? Rồi, Đoàn, Đỗ Trọng Đoàn, hello Đỗ Trọng Đoàn, oh, maybe it's a new student? Are you a new student, Đỗ Trọng Đoàn? You can comment here. Minh Minh nè, hello, Đoàn Minh Huy, yes, okay. Dung Trần, why you say screen? Why you say screen? Okay, Dung Trần, stop say screen now. Okay, wait, let's start it. Thank you.
Nếu mà các bạn nhớ nha. Ồ, nhầm bài. Các bạn nhớ là hôm trước mình có bài tập gì nhỉ? Bạn nào comment cho cô là hôm trước mình có bài tập gì nhỉ? Yes. Ui chà, không bạn nào nhớ à? Ok. Nó đã hết đen chưa? Ok. Family, yes, about family. Great. And ôi. Có các bạn nào mà cần admit vào nhóm thì teacher Quân hỗ trợ Ngọc nhé, không là nó sẽ hiện lên á. Family quay video chính xác. Rồi mình sẽ quay video. Yes. Và mình sẽ nói về các thành viên trong gia đình đúng không nhỉ? Và sao nữa? And we use the structure. This is. Okay. This is. Yeah. It's easy for you. So, let's check some homework. Let's check some homework. Okay. I will stop sharing here and I will show you some of homework. Okay. Bây giờ là 8 giờ 5 phút rồi nha. Lớp mình chuẩn bị ổn định và mình sẽ bắt đầu bài học bây giờ đó. Các bạn vào muộn nhỉ? Yes, hôm vừa rồi nha, cô xem được rất nhiều bài. There's so many homework exercises you sent me. And it's so pretty. Rất là xinh. Trời, nhiều bài xinh lắm. Nào, chúng mình chuẩn bị nha. Wow. Okay, are you ready for the checking homework? Yep. Let me see around here. Trong hội nhóm giỏi tiếng Anh cùng con của Pantado này thì các bạn gửi rất nhiều bài tập gửi về cho cô rằng là cô ơi, chưa bài cho con nhá. Và bây giờ thì mình sẽ xem một số. Ô, các bạn vào muộn quá, các bạn vào muộn là không được vào lớp nữa đâu. Các bạn vào muộn là không được vào lớp nữa đâu nha. Yes. Ok. Mình sẽ xem một số bài. Mình sẽ xem một số bài của các bạn. Đây là bài của bạn Nguyệt Hà đúng không? Rồi Nguyệt Hà. Nguyệt Hà. Cô chặn lên rồi mà. Ok. Let me see. Okay. Hello teacher, my name is Nguyệt Hà. Okay, can you hear me? Các bạn có nghe rõ không ạ? Nguyệt Hà nha. Oh my god, father. Bài là mother. Đó, trong bài Nguyệt Hà thì có thể là Nguyệt Hà mới học ý. Cho nên cô cũng nhận xét và cô ghi rất là chi tiết những từ hôm trước mình đã học này đúng không nhỉ? Chúng mình đã học những gì ta? Từ đầu tiên là the first word is my family. Yes. Đó, and now mother, father, grandfather, grandmother, brother, sister. Okay, and me. Yes. Và mình phải tổng hợp lại tất cả các từ bởi vì là mình học mà mình không có sơ đồ tư duy này. Mình không tổng hợp được lại bài là mình không học được đâu nha. Đó, như là Nguyệt Hà thì bạn tự tin nhưng mà tại vì bạn chưa nhưng mà bạn ấy chưa biết cách làm sao để đúng không? Đó, thì cái này cô đã góp ý cho bạn Nguyệt Hà rồi. Tiếp theo, à trời, vẫn có một bài bị sót à. Ôi, sorry Tiến Thành nha, bây giờ mình nhận xét luôn bài Tiến Thành nha. Khó quá. Xem nào. Sao các bạn nộp muộn thế? Sao các bạn nộp muộn thế, sao không kiểm tra được? Đúng không? Nộp muộn này sao kiểm tra được? Nhờ các bạn phải nộp sớm. Các bạn phải nộp sớm lên. Wow, các bạn nộp muộn quá. Tại vì là hạn của mình là 3 giờ chiều ấy. Đâu mình xem nào. Mình xem nào. Đâu các bạn có chat không? Các bạn có chat không nào? It's Minh said. Yes, I can hear you. Okay. Mình sẽ tắt cái box chat lại đi nha. Tạm thời là cô không nhìn thấy cái gì hết. À, đây.
Tạm thời là bây giờ cô không nhìn thấy cái gì hết. Ok, bây giờ cô sẽ lướt một vòng cô xem nào. Bởi vì các bạn gửi sớm ấy cô. Đây 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 đây. Yes, yes. Bạn Phạm Minh Phương. Ok. Where's Phạm Minh Phương nào? Hôm nay Phạm Minh Phương ở đâu đâu? Nếu mà có ở trên lớp thì các bạn comment nhá. Phương comment cho cô nhá. My family. Yeah. There are four people in my family. Who is this? Để ý không nhỉ? Mẹ bạn ấy chỉ cho bạn ấy là who is this? Who is this? Đây là ai? Một số bạn lại nói là who is it? Nó là ai? Cái câu này thì mình không được nói nhỉ. It là nó, mình không dùng cho người được. Và nhiều bạn rất mắc cái lỗi này rất là nhiều và cô chữa từng bài một những bạn nào có cái lỗi đó. Thì như bạn ở đây, bạn đã đọc đúng rồi. Mẹ cũng đang kèm cho bạn học rất là tốt. Bạn đọc có ngữ điệu, ngữ âm tốt nha. Đó, như bạn này rất là đáng yêu này. Tại vì là màn hình cô sáng quá cho nên là các bạn sẽ không nhìn được bức tranh của bạn. Tuy nhiên là bạn Phạm Minh Phương có bức tranh rất là đẹp. Sao? So, bạn này, yes, ok, we move to Nguyễn Quang Tiến, oh my god. Nguyễn Quang Tiến, ok, let me see. Yes, so. Yeah. Hello everyone, my name is Nguyễn Quang Tiến, I'm 6 years old. Ok, how old is he? He's just 6 years old, 6 years old. Yeah, một số bạn thì khi mà giới thiệu bản thân thì mình sẽ bị rời mất âm S. Ok, rời mất cái âm S của cô. Nhưng mà bạn Quang Tiến thì không bị rời chữ nào đâu. Các bạn cùng xem bài của Quang Tiến nhá. This is in my homework. Yes, yeah. What is this? Mẹ bạn đấy hỏi nhá, mẹ bạn Quang Tiến hỏi what is this? Oh my god. Thì bạn Quang Tiến, đây là bài cũ của bạn Quang Tiến gửi cho cô này. This is my book. Đâu nhỉ? Đây là bài tập 4. Bài tập 5 của What Quang Tiến đâu nhỉ? What color is it? Bài tập 5 của Quang Tiến đâu nhỉ? Đây rồi, bài tập 5 của Quang Tiến đây rồi. Mình cũng xem I bài tập 6 years old. This is my homework. Yeah. Who is this? Who is this? Cô nhấn mạnh nhá. Who is this? Mẹ của bạn Quang Tiến đọc rất là đúng, rất là chuẩn luôn. Là who is this? Đây là ai? Các bạn nếu mà bạn nào chưa nhớ thì mình sẽ nhẩm lại nha. Kể cả các bạn đang học ở trong Zoom hay là học trên livestream cũng vậy. Mình phải nhẩm lại, mình nghe nhiều này, rồi mình nói nhiều. Thì thành ra nó thành phản xạ thôi, đúng không nhỉ? Rất là dễ. Who is this? Ok. This is my grandpa. This is my grandpa. Grandpa bằng với grandfather là ông. Grandfather. Yes. Bài này rất là tốt này. Nhưng mà cô sẽ phải đến một cái bài mà mình sẽ sửa lỗi một chút nha. Mình phải sửa lỗi một chút tại vì có những cái bài mà mình phải sửa. Bạn Vân Anh à? Bạn Vân Anh học tốt rồi. Vân Anh tốt rồi, Thảo Nguyên. Ok. Yeah. Cô xem nào, trời ơi, thế thường thường là các bạn học với các bạn nói tốt mà các bạn lại không thi Super Kid, tiếc quá. Các bạn lại không thi Super Kid, đúng không? Ok, thử nhá. Everybody, my name Ngân, I am 6 old. Đó, thế là Ngân giới thiệu này là chắc là Ngân run quá. Thế là Ngân bị rơi mất nhiều từ quá. Đúng không? Đó, my name is Ngân. I am 8 years old. Ok. This is family. This is my family, yes. Nó phải là my family.
gia đình của tôi đúng không? Who is this? This is grandmother. Nhớ nha, nào là đấy cho các bạn để ý không? Nào bạn nào nhận ra lỗi của bạn? Bạn nào nhận ra lỗi của bạn? Bạn vừa rồi bạn mắc lỗi gì? Bài cô thì con 6 tuổi luôn. Cô ơi, chán quá cô ơi, cô nào đây? Chết rồi, buồn quá. Nguyễn Ngọc Lan. Nào trong bài nha, có phải là bạn có cái từ nào? Bài nào nhỉ? Bạn này ma gì nhỉ? Bạn ấy đọc gì? Bạn ấy it đọc này. Is Korean mother. Mother, trời ơi. Hôm trước cô vừa dạy xong mother. Yes, có bạn nhận ra rồi. Hằng the yes. Yes, đúng rồi, thì có phải là bị lỗi đúng không? Thì mình nhá, nhớ cho cô nhá, father, mother. Và để sửa cho các bạn đúng những cái lỗi đấy thì hôm nay mình tiếp tục học để cho kỹ hơn nhá. Ok, nào, thẳng lưng lên nào, vươn vai một cái nào. Thẳng lưng lên nào, vươn vai một chút nào. Yes, ok, great. Let's start. Và hôm trước thì có các bạn nhá, các bạn nếu mà đọc tốt thì các bạn phải đăng ký thi Super Kids ngay. Trời, nhiều bài tốt lắm. Yes. Can you see it? Ok. Ôi các bạn ơi. Credits. Đâu là các bạn comment gì đây? Cô ơi màn hình mờ ạ. Ừ, cô ơi màn hình mờ thì cô stop share lại nhá. Share screen này. Yes, màn hình đã hết mờ chưa? 167. Ok. Yes. Ok, great. Cô ơi, yes, ok, đã hết mờ rồi nào. You need to, my family. Hôm trước mình mới học từ vựng đơn giản thôi, về cấu trúc đơn giản thôi đúng không? This is, this is. Đó, rất là đơn giản. Thì hôm nay cô sẽ ôn lại cho các bạn. Tại sao mà các bạn lại cứ bị thiếu, bị khuyết? Có thể là buổi đầu mình chưa quen đúng không? Thì hôm nay mình sang buổi 2 mình học lại một chút nha. Ok, như bài hôm trước là nếu bạn nào mà đã học từ buổi 5 rồi, các bạn sẽ biết là brother, yeah, father, mother, sister, grandmother, and grandfather, the, không phải r, cũng không phải th, yeah, brother, father, mother, sister, grandmother, grandfather. Những bạn nào mà vào muộn thì hôm nay xin lỗi nha các bạn, không thể được add vào lớp được, đúng không nhỉ? Cũng khó đấy, tại vì nó bị ảnh hưởng lớp ý. Ok, nào. Các bạn, có bạn nào nhớ không? Có bạn nào nhớ toàn bộ cách đọc không? Hay lại quên mất rồi? Nào, nếu mà chưa nhớ thì mình cùng chơi một trò chơi nhỏ nhá. Bây giờ nhá, cô sẽ mở từng đoạn một để các con khoanh vào hình ảnh đúng nhá. Ok. Grandmother. Grandmother. Where is grandmother? Where's grandmother? Where? Hoàng Hiệp á. Grandmother. Oh my god. Grandmother. Bạn nào who can? Các bạn comment nào, các bạn comment cho cô nào. Các bạn comment nào, đoạn nào vậy? Me. Raise your hands. Ok. Cô mời bạn Đinh Huệ Lâm nào. Đinh Huệ Lâm. Hello Đinh Huệ Lâm. Hello teacher. Ok, are you great today? Yes. Ok. Can you show me the picture with the word grandmother? Ok. Để cho dễ hơn thì cô sẽ đánh dấu nhá. Picture 1, picture 2. Yeah.
three, four, five. Okay, one on five. So which picture? Which picture? Yeah. Okay. Can you find the picture with the word grandmother? Picture one, này, or picture two, picture three, four, or five? Grandmother. Mm-hmm. Grandmother. Yes. So it is picture. Grandmother. Yes. So it is picture one, two, three, or five? Nó là bức tranh số. Is số mấy nhỉ? Number one. Grandmother. Nào các bạn, bạn nói với cô là number one. Is that true? True. Is that true or false? Nó đúng hay là sai nhỉ? Thế bạn Vân là cô mời bạn Vân Anh nào. Bạn Vân Anh nhỉ? Bạn Vân Anh nào? Thế thì tiếc quá. Xem nào. Vân Anh. Đâu Vân Anh, Vân Anh, Vân Anh ơi. Hello Vân Anh. Vân Anh mở mic cho cô nào. Hello. Ô, Vân Anh không mở được mic này. Vân Anh không mở được mic này. Thế thì cô phải gọi bạn khác rồi. Nha. Hello, Vân Anh. Hello. Hello. Oh, something was wrong with your Zoom. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay, hi. So, do you have the answers for that question? Grandmother. Grandmother. Picture one, two, three, or four, or five? And picture two. Yes, picture two. Tự tin lên nào, sao có cái từ này là grandmother. Picture two. Grandmother. Yes, picture two. Okay, thank you. Yeah, grandmother. Nếu bạn nào mà chưa nhớ thì các bạn nhớ này. Grandmother. Bà nha. Mother. Con nhớ chưa? Con đọc lại cho cô đi. Grandmother. Great, thank you. Trời. Đấy, phải tự tin cho mình lên mình mới biết được là mình thiếu chỗ nào không nào. Sao bạn nào đây? Chu. Dạ cô ơi, không có hình như các bạn. Có chỉnh giúp con. Không có hình như các bạn là sao? Các bạn vẫn nhìn được mà đúng không? Rồi nào, tiếp tục nào. Bây giờ mình sẽ đi nhanh một chút. Chưa rồi, các bạn về nhà không ôn rồi, ăn dầm to quá. Grandfather. Grandfather. Nếu mà thực sự mà cô mà được dạy kèm từng bạn một thì không có bạn nào quên được đâu. Nhưng mà lớp mình đông quá, cô không thể kiểm tra hết được. Cho nên là cái này cũng phải tự giác. Nha. Grandfather. Grandfather. Bạn nào, who can? Các bạn comment cho cô nào. Các bạn ở trong live stream cũng như là các bạn ở trong Zoom nào. Comment cho cô nào. Where is grandfather? Picture 1, 2, 3, 4, or 5. Picture 1, 2, 3, 4, or 5. Picture 1, yes. Picture 1, okay. Picture 1, great job. Đấy, có những bạn rất là nhớ bài đúng không? Yes, you remember all the thing I taught. Okay, let's check it. We come to question 3. Father. 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 Okay, let me. Father. Father. So, which picture? Which picture? Quickly, quickly. Yeah, picture 4, picture 3. Yes. Okay, come in here for me. 3, 3, 3. Okay. 3, that's true. 3, good job. Okay, you remember this? Các bạn nhớ hết rồi đó, picture 3, father, father, là cha, bố nha.
And next. Mother. Picture. Which picture? Quickly. Four, yes, okay, four. Picture four. Thế cô đánh dấu tiếp nào. Six, seven, eight, nine, ten. Okay, we have a ten, yes. Nào, khó hơn một chút đây này. Khó hơn này nhá. Đây, dễ quá. Ant. Which picture? Oh, yes. Ant. That's the new word today. Ant. Cô ấy, thím ấy, gì, bác gái đúng không? Ant. Repeat to me. Ant. Yes, picture seven. Great job. And next. Các bạn nhớ nha, nhanh tay nào. Cousin, which picture? Cousin, where's cousin? Please. Come in here, five. Oh my God. Yes, thank you. Ten, picture ten. Ồ, các bạn giỏi quá. Trời ơi, từ cô còn chưa dậy. Cousin, yeah. Bạn nào chưa biết nào, đọc to nào. Cousin. It's easy. This is my cousin. Em họ. Anh họ, em họ, cousin. Great job. Wow, tức là không làm khó được các bạn à. Ôi, cái này thì... Nào. Sister. Where is my sister? Come on. Where is my sister? Nine. Yeah, thank you so much. Nine, sister. Các bạn comment tốt nào. Ồ, các bạn comment nhanh quá. Okay, this is my sister. So, let me count. Okay, let all the class count. Các bạn cả lớp nào đếm cho cô nào. How many people are there in your family? How many? Có bao nhiêu? How many? Các bạn nhớ nào. How many? Nào các bạn nào, giơ tay lên nào. Raise both your hands, please. Okay. How many? Yeah, repeat to me. How many? Okay. Let's now. Hôm nay trong bức tranh mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 people in my family. Chúng mình có 11 thành viên đúng không? Trong bức tranh. Yes. There are 11 people. Mình hỏi. Now, repeat again. How many people are there in your family? Câu hỏi này có nghĩa là có bao nhiêu người ở trong gia đình của bạn? Thì bạn trả lời, there are 11 people in my family. Trong cả bức tranh này các bạn ấy có tận 11 người đúng không nhỉ? Yes, okay. Thế các bạn comment cho cô nào là trong gia đình của các bạn có bao nhiêu người? Cô thử đọc xem nào. Cô thử đọc nào. Ui, 11. 3. Okay, Đức Bình 8. Anh Pháp 4. Quang Bảo 4. Hữu Phước 9. Oh my god, Hữu Phước. Yes, 8. Quang Tiến 6. Okay, mình các bạn trong livestream comment cho cô xem nào. 5, Viết Trường 5. Okay, Gia Long 4.
Yeah, nhà cô cũng four people. Yeah. So, okay. Thế là các bạn nhà cũng đông mà dịch thì chắc là rất là vui tại vì là mình sẽ có thời gian để có thể là cùng bố mẹ nấu ăn, dọn dẹp rồi đúng không? Mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi cùng với bố mẹ nếu mà bố mẹ rảnh một chút, còn bố mẹ thì sẽ bận với các bạn đó. Cho nên là các bạn phải ngoan nha. Các bạn phải rất là ngoan thì bố mẹ mới yêu thương được đúng không? Yes. Tiếp tục. Hôm trước mình học who is this? Nào các bạn nào, luyện theo cô nào. Who is this? Repeat to me again. Who is this? Who is this? Đây là ai? This is my aunt. Đây là cô, là dì của tớ. Không? Tiếp tục nào. Để có thể là mình luyện một chút về cái cấu trúc này thì hôm nay cô phải làm một bài giảng riêng cho các bạn để các bạn ôn á. Yeah, are you ready for the class now? Yes, now các bạn phải comment nhanh nhá. Các bạn comment nhanh nào. Look at the picture. Look at the picture. Look at the picture. Here. This is my grandmother or this is my grandfather. Cô gọi bất kỳ một bạn nào, raise your hands now. Raise your hand please. Raise your hands. I will pick one. Bạn, let me see. Let me see here. Bạn Phạm Khánh Hà nào. Where's Phạm Khánh Hà? Khánh Hà kìa. Hello Khánh Hà. I'm here. Yes, Khánh Hà, can you tell me which sentence is right? Sentence 1 or sentence 2? Sentence 2. Sentence 2. Okay, can you read out loud this sentence for me, please? This is my grandfather. Yes, can you read quickly? Đọc nhanh hơn một chút nào. This is my grandfather. Great girl. Okay, great job. Khánh Hà có gửi bài cho cô rồi đúng không? Yeah, thank you. Vâng ạ. Yeah, Khánh Hà này có mẹ rèn phát âm cho đúng không? Trời, phát âm chuẩn quá. Thank you nha. Yeah, như theo như bạn Khánh Hà, this is my grandfather. It's great. Nào cô xem nào, bắt đầu cô mở chat box ra xem nào. True, thank you. Grandfather, great. Now, the next question. Look at the picture here. This is my uncle or this is my aunt. Who can do this? Who can do this? Raise your hands, please. And I will pick one. Raise your hands. Quickly. Okay, I will choose one. Okay. Just Ngọc Toản. Ngọc Toản, can you hear me? Hello, Ngọc Toản. Okay, Ngọc Toản. Ngọc Toản không thể mở mic. Vậy thì bạn Đinh Huệ Lâm à? Đinh Huệ Lâm. Hôm nay Zoom các bạn không mở được mic. Hello Đinh Huệ Lâm, can you? Okay, hello Đinh Huệ Lâm. Are you great today? Yeah, are you great today? Yeah. This is my grandfather. No, I just asked the second picture. Second. Yeah. This is my uncle. Yes. Can you translate it into Vietnamese for me, please? Đây là chú. Được rồi. Thế là cô còn chưa dạy rồi. Đã biết là chú rồi. Đã biết là bác trai rồi. Yes, this is my uncle. Bởi vì vừa nay mình dạy aunt là cô, là bác gái đúng không? Thì uncle. Yeah, very smart.
cô rất muốn có cái cơ hội là để gọi các bạn nhớ, nhưng mà tại vì các bạn đông quá, lớp mình 150 người cơ, đông quá. Thank you so much nha. Nhớ là gửi bài tập cho cô nhá. Ok, we move. Mình phải xóa rồi đúng không? Yeah, mình xóa hết đi. Tiếp. Cái này bây giờ mình làm nhanh trong comment nha. Mình làm nhanh trong comment nha. Comment nhanh cho cô này. Comment nhanh cho cô thì bây giờ cô go round nè. Ok, comment. The third picture. This is my mother or this is my father. Let me see the comment here. Let me see the comment here. One or two. This is my mother or this is my father. Quickly. One. Okay, great job. It is one. Thank you. Good job. And the next picture. This is my father or this is my cousin. Đây là bố của tớ hay là đây là anh họ của tớ. So, this is my father or this is my cousin. Which one? Two. Oh my god, you're so smart. Các bạn đều rất là thông minh. Tưởng là viết chữ nhiều trên bảng, các bạn không để ý, các bạn không học được mà. Thế mà các bạn nhanh quá. Nào, tất nhiên là bây giờ mình làm bài khó hơn một chút. It's more difficult than the next exercise. Okay. Circle and write. Who is this? Now look at the picture. Comment for me now. Comment for me. And okay. Great job. And the next picture. Who is this? Yeah, with the picture we have the two boys. We have two boys here. Chúng mình có hai bạn nam. Vậy this is my nào, cô xem một chat nào, các bạn comment một chat nào. Sister or brother, các bạn comment hẳn ra nào. Sister or brother. Two. Yeah, brother. Yeah, thank you. Yeah, okay, the next. Who is this? This is my... Đây là cái gì của tôi đây? Ai đây? Who is this? Quickly. Father, yeah, thank you, father. Wow, trời ơi, thế hôm sau cô phải làm bài khó hơn mới được. Cái bài này dễ quá, đúng không? Who is this? This is my grandpa or grandmother. Quickly. So, which one? Comment here. Grandmother. Okay. Great job. Great. Okay. Now, bây giờ cô sẽ mời một bạn. Cô sẽ mời một bạn nha, để có thể đọc cùng cô nha. Mình sẽ luyện nói một chút nha. Bạn nào raise your hand. Một số bạn mà bị out ra khỏi Zoom thì các bạn vào livestream nhá, tại vì là cô biết là một số bạn có Zoom không ổn định nhá. Can you bạn Mai Tiến Dũng à? Yeah, okay. Mai Tiến Dũng à, Yes. Can you hear me? Yes, okay. Mai Tiến Dũng. I will be the questionnaire and you will be the answer, okay? Cô sẽ là người hỏi và cô sẽ là người trả lời 4 câu theo đoạn hội thoại như này nhá. Yes or no? Mai Tiến Dũng. Hello. Ô, Mai Tiến Dũng bị mất mic rồi đúng không? Mai Tiến Dũng bị mất mic rồi. Khó quá nhỉ? Ok, nào một bạn khác nào. Mai Tiến Dũng bị sao ấy? Mai Tiến Dũng vẫn mất mic đúng không? Cô mở lại một chút nào.
Tiến Dũng mở mic cho cô nào. Đấy, được rồi đi con. Ok, thế là con lại vừa tắt mất đi của cô đúng không? Ây gù. Yeah. So, the picture one, who is this? Now, this is my gì đây? Tự tin lên nào, tại vì là hiện tại cô quay màn hình là cũng không nhìn được mặt cô mà cũng không nhìn mặt Dũng, chỉ nghe được mỗi tiếng của Dũng thôi. Yeah. So, this is my aunt. Nào con đọc theo cô nào. Các bạn đọc theo cô nhá. This is my aunt. Nào Dũng đọc nào. Đọc một câu nào. Full sentence please. This is my aunt. Ok nào, đừng bỏ chữ S nha, đừng bỏ âm gió nha. Cái này là cô sửa cho cả lớp, tại vì là đến 90% các bạn bỏ rơi mất chữ này của cô nha. This is, nào, Diễm đọc to nào. This is my aunt. Hello? Dũng lại tắt mic trời. Dũng mở mic nào, tự tin lên nào, hôm nay phải để cho Dũng tự tin lên nào. Yeah. Ok, Dũng đã... Ok, great, nhớ nha, trong bài của Dũng mình cũng hay rơi mất chữ F của cô á. Ok, thank you baby. Nhớ về làm bài tập với cô nhá. Tiếp tục nào, một bạn nữa nào. Bạn Phạm Khánh Hà. À đâu, bạn Phạm Khánh Hà vừa gọi rồi đúng không? Bạn Nguyễn Ngọc Vân. Ngọc Vân, can you hear me? Hello, teacher. Okay, hello, Nguyễn Ngọc Vân. Are you great today? Yes. Okay, who is this? It's in my aunt. Oh, so we move to the second picture. We move to the second picture. Yeah, second picture here. Who is this? It is my brother. So repeat again. This is my brother. It is my brother. Nào, cẩn thận cho cô nào. Đấy, lưu ý nha. Cả ngày hôm nay chỉ học mỗi cái này thôi. This is chữ Z ấy. Yeah, this is my brother. Nào con đọc lại không? Okay, this is có âm gió nào? This is. This is. Okay, chữ Z ấy. Các bạn nhá, các bạn chỉ cần luyện là các bạn chỉ cần luyện này, các bạn trong Zoom này các bạn luyện cho cô nào. Có bạn nào mà hay bị lỡ âm gió thì các bạn luyện cho cô này. Luyện âm gió. Cô ơi, oh. Sao cô lại bật mic của con à? Hả? Sao cô lại bật mic của con à? Who's talking? Con comment cho cô là không? Oh my god. It's a mute. Oh, các bạn comment cho cô được không? Các bạn comment cho cô được không? Ok. Anh Phát. Con muốn mở mic lắm rồi. Đố bán tại vì lớp đông quá các bạn ạ. Thì bây giờ cô sẽ chữa chung nhá. Các bạn comment cho cô thì cô sẽ đọc được. Đấy, các bạn comment cho cô sẽ đọc được. Đó, thì cô sẽ sửa lại cho cô các bạn này. This is repeat to me, cả lớp nào. All the class. Nào. Hít vào hơi thật sâu nha. This is my brother. The. Không phải thờ. The. This is my brother. Các bạn đọc nha. This is my brother. Yes. Các bạn, okay. Are you ready? Các bạn đọc được chưa?
Ok, sorry, rồi so please support you Ngọc Ngà. Ngọc Ngà không thể, Ngọc Ngà hôm nay mưa to quá, không nghe rõ được. Tiếp tục, nào, bây giờ bạn nữa đọc cho cô nào. Một bạn cuối cùng đọc hai câu luôn nào. Các bạn học tiếng Anh thì các bạn đừng ngại đọc nha. Trúc Linh nào, Trúc Linh và Trúc Lâm nào. Please, Trúc Linh, Trúc Lâm. Các bạn cô mở mic thì các bạn mở mic luôn nhá, tại vì bị mất thời gian đấy. Yeah. Hello. Hello. Yes. Okay, Trúc Linh. First Trúc Linh. Yeah, Trúc Linh, who is this? Who is this? This is my father. Okay, thank you. That's great job. Yeah. And Trúc Lâm, yeah. Who is this? This is my grandmother. Oh my god, thank you. You're so great. Cả hai chị em đều rất là tốt nha. Thank you so much. Đó thì các bạn này là các bạn đã ôn này, các bạn đã luyện nhiều, các bạn nghe nhiều rồi đúng không? Ở nhà thì các bạn nhớ nhá, không chỉ là ngồi ở trên lớp đâu, nếu mà thực sự là học một một ấy, là chỉ có một mình cô mà rèn cho các bạn thì sẽ rất là dễ đúng không? Mình sẽ học dễ hơn. Tuy nhiên là mình học lớp nhân trực tuyến như này thì các bạn phải tự giác học tập nữa này, các bạn phải ôn nhiều hơn và các bạn phải comment thì cô mới biết là các bạn khó phần nào chứ đúng không? Mình không thể cầm điện thoại không mà mình giỏi được nhỉ? Ok, chịu khó nha. Bữa nay cô dạy là how many people are there in your family? Bây giờ thì các bạn ấy sẽ hỏi từng số lượng từng thành viên trong gia đình đúng không? People, người, còn brothers and sisters thì là có bao nhiêu anh, bao nhiêu chị mà bạn có? Thì bạn nam trả lời có bao nhiêu đây? I have two sisters. Bao nhiêu? How many? How many here? Mẹ con về muộn, con gửi bài muộn chút. Ồ, chút nữa cô sẽ kiểm tra nha. Bạn Vũ An Nhiên, two. Trần Khang này, Nguyễn Hoàng gì đây? Cô không đọc được con. Two, yes, two, two brothers. How many brothers? How many? How many? Các bạn nào giơ tay lên cho cô nào? Các bạn giơ tay lên cho cô nào? How many? Yeah. How many? Có bao nhiêu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trong mình có 10 fingers. Mình chỉ có 10 ngón tay thôi đúng không? Còn ở đây thì là hỏi là how many brothers? How many brothers? Có bao nhiêu anh? And sisters do you have? And the boy answer is I have two sister. I have two sister. Tớ có hai chị gái. Nào, để có thể làm rõ bài tập này hơn thì mình sẽ đến tiếp tục nha. Bài nghe này. How many brothers and sisters do you have? Repeat again. How many brothers and sisters do you have? Có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Các bạn nhớ cho cô này, how many? Có bao nhiêu? Brother and sisters. Có bao nhiêu anh và chị? Do you have? Và câu trả lời là I have cộng với cả số lượng anh chị nha. Ví dụ như là cô có một em gái, cô sẽ trả lời là I have one sister. Her name is Trần Bảo Châu. Em gái của cô tên là Trần Bảo Châu. Cô chỉ có một em gái. Oh. So, nào mình sẽ làm bài nghe nha. Các bạn comment nha. Are you ready? Bài nghe là các bạn có sẵn sàng nghe bài nghe chưa? Yes, yes, yes. Okay, now let's start with the listening today. Page 19, activity 11, listen and circle. Listen and circle. 1. How many brothers and sisters do you have?
I have two brothers. Picture one. Các bạn nào đã có đáp án chưa? Picture one. Yes, Minh. Yes. Các bạn nào? 1 hay 2? 1 or 2? 1 or 2? I have two brothers. Brothers and sisters do you have? I have two brothers. I have two brothers. Which picture? 1 or 2? Yeah. 1 or 2? Picture 2? Or picture 1? Oh my God, cô sẽ gọi một bạn nha. Nếu mà học một thì có lẽ là các bạn cũng có thể viết lên trên bảng. Còn đây thì các bạn không được viết lên trên bảng rồi. Ask John Mew, Ngô Ngọc Anh nào. Hello Ngô Ngọc Anh. Ngọc Anh mở mic cho cô nhá. Hello teacher. Hello Ngô Ngọc Anh. Are you great today? Yes. Okay, can you answer me which picture you hear? 1 or 2? One. Okay, why you choose the picture one? Tại sao? Picture one. Có two brothers. Yeah, I have two brothers. Thank you. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much. Đấy, tập trung nha. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào các bạn. Các bạn ơi. Tôi có thể ai luôn cái này. Two. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and one sister. Yeah, I have two brothers and one sister. Who can? Vũ An Nhiên nào? Ask to unmute Vũ An Nhiên, please. Yeah, hello Vũ An Nhiên. Con chào cô ạ. Yes, okay. So, what did you hear about this picture? Con đã nghe được gì với cái bức tranh này rồi? Con chưa nghe được gì ạ. À, thế bây giờ cô sẽ cho lại, nghe lại một chút nha. Brothers and sisters do you have? I have two brothers and one sister. I have. Anh Nhân nghe được không? I have. I have what? Two. I have two sisters, one brother. Really? Somebody have her. Yeah, phải là I have two brothers and one sister. Brother, two brothers and one sister. Yeah, thank you. Cố gắng lần sau nha, Nhiên nha, mình tập trung nha. Thank you so much. Okay. Next. Three. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. Okay, that's easy for you. Just comment for me, please. Comment which one? 1 or 2? Bạn. Ui, các bạn comment nhanh quá. Cô còn chưa kịp luôn ấy. Ha, okay. 2. Let me check. Yes, 2. And the last one. The last one now. 4.
Four. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. I have. Now come in. Two sisters. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. Just come in, just come in, just come in, just come in. One more. Boy. Oh, what? Can I help you? Yes, okay, let me check. Yes, one, exactly. Có nhiều bạn nghe rất tốt nha, nhưng mà các bạn ở nhà phải nghe nhiều vào. Mình đâu có chỉ là mình học vẹt đâu, đúng không? Mình phải nghe nhiều vào thì mình mới học được. Chứ mà chỉ cầm điện thoại không học được đâu. Nha, cái này là tính chính luôn. Nếu mà học một thì may ra. Rồi xem nào. Tôi chắc là các bạn chút nữa là phải đăng ký kiểm tra trình độ để cô xem, tại vì có những nhiều bạn học rất là chăm, những bạn là cũng không biết là các bạn đang học đến đâu, đúng không? Mình học 6 buổi rồi nhờ. Tiếp tục. Cái này thì dễ rồi, chắc mình không cần làm đâu. Nào, bài nghe. Listen and check. The last. Now, are you ready for this? Yes or no? Are you ready for the next exercise? Học từ mới mà. Yeah. Yes, Ngọc Lan. Yeah, cô ơi, màn hình nhỏ quá cô ơi. Why don't you use a laptop or your computer? Yeah. Okay, yes. Now, tập trung. Page 25, activity 26. Listen and check. 1. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have two sisters. I have two sisters. Come in here. Bạn viết trường 1. Võ Minh Khang 2. Nào, bây giờ mình chia ra làm picture 1 hay là picture 2, hay 2 girls or 2 boys. Picture 2. Để mình kiểm tra nhá. Oh no. It's picture 1. I have two sisters. Nhớ nhá. Sis. Chị gái, em gái. Còn bro hoặc là brother thì là anh em trai. Yeah, nhớ nha. Không lại cứ cô ơi, chữ cô giả ồ. Đúng không? Two. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and one sister. So, can you choose the right picture for me quickly? I know that is different. That is difficult. Okay. 1, 2. Cô Yên Hiền à, trời ơi, cô Yên Hiền là cô kiểm tra bài bài tập về nhà. Cô hôm trước nộp bài không đấy con? Nào, 1, 2, 1. Ôi, đáp án bị phân hóa. Nào, kiểm tra nhá. Kiểm tra một chút nhá. One brother and one sister. Okay. Nhìn bạn này hơi giống bạn nữ nhỉ, cho nên là nhiều bạn sẽ bị lừa đấy. Okay, tiếp tục. Three. How many brothers and sisters do you have? Nào, các bạn đã chỉ hỏi đúng một câu rồi. How many brothers and sisters do you have? I have three brothers. I have three
brothers. Which one is correct? One, two, two. Let me check. Cô thấy nha là bạn Võ Minh Khang làm bài đúng nhiều đấy. Yes, two. The last. Four. Four. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and three sisters. Câu này bạn nào chưa nghe được, cô cho nghe lại nha. Brothers and sisters do you have? I have one brother. One brother. And three sisters. And three sisters. Okay. Question four. Which picture is correct? One, 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 one. Oh my God. Two, Ngọc Ngà. Ui, Ngọc Ngà tưởng mạng lát các thứ sống chớp bão bùng mà. Yeah, one. Exactly. Great job. Now, note now. Listen and write the number. Page 25. Activity 27. Listen. Write the number. 1. Who are they? This is my family. My mother, my father, my sister, and me. Now, một bức tranh nào đây? Ở giữa này, bên trái hay bên phải? Center. Okay, let's check. One, exactly. Chuẩn. Tiếp tục. Two. Who are they? It's my family. My mother, my father, my sister, my brother, and me. Which picture? Which picture? Comment, comment nào. Wow, các bạn nhanh quá. Nào các bạn comment xem nào. Một hay ba? One or three? One or three? One or three? Thank you so much. Yes. And the last one? Three. Three. Who are they? This is my grandmother and my grandfather. Mm-hmm. This is my grandmother and grandfather. Okay. Good job. And the last exercise. Bài cuối nha. Page 20. Activity 13. Look and listen. Write the number. 1. I see a mother and one baby. 2. I see a mother and one baby. Các bạn comment nhanh cho cô nào. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Nhanh. 4. Oh my God. Trời ơi, sao mà. Sao đúng thế nhỉ? Chứ không bạn nào sai à? Sai đi xem cho cô vui nào. Tiếp. Next. I see a mother and three babies. I see a mother and three babies. Which one? Which one quickly? Which one? Come in. Two, three, two or three. Come on, two or three. Yes. Oh my God. Two or three, quickly. Yes. Pick the three. Yeah. Là cái này này. Cô xin lỗi nha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 này. Rồi. Có thể là các bạn đã nhìn thấy con gà đúng không? Các bạn có thể comment chicken cho cô. Ok. Rồi, cái này là lỗi cô. Rồi, tiếp tục. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, next. 3. I see a mother, a father, and one baby. I see a mother, a father, and one baby. Oh my God. Nhanh thế các bạn này. Cô không đọc kịp các bạn nào đang trả lời luôn này. Các bạn thông minh quá. Yes, and the last one mình cũng nghe nha. Four.
Four. I see two brothers. I see two brothers. Now the last picture. Yes. Okay, it's time's up for the class today. Mình nói chuyện một chút xíu nha. Mình nói chuyện một chút xíu. Hello các bạn. Trời ơi, các con yêu của cô. Trời ơi, nào. Hôm nay bài học nào? Bài học thế nào ra sao? Comment cho cô nào. Hôm nay là mình học nghe, mình học nói lại ấy, các từ ấy, thì các bạn có thấy là mình bị lỡ rất nhiều từ rồi đúng không? Đó, rồi, chua liền. Là mình bị lỡ rất nhiều từ thì các bạn nhớ cho cô. Nhất nha, nhất là các bạn là không được bỏ âm gió, đúng không? Thứ hai là các bạn phải phát âm dù chậm đi chăng nữa thì các bạn phải phát âm đủ âm đuôi cho cô nhá. Bạn nào mà đang ghi bài thì bạn ghi tiếp, còn bạn nào mà chưa kịp ghi bài thì cô sẽ gửi lại cái buổi video này nha. Nào, và một điều nữa là hiện tại lớp mình đang phân hóa rất là nhiều. Lớp mình đang có những bạn mà học có thể nói là cũng mới học, cho nên là mình chưa có được giỏi lắm đúng không? Và những bạn mà các bạn đã học qua rồi thì lại thấy bài này rất là dễ. Đó. Vậy thì để có thể là cô biết được cái khả năng lớp mình đang ở đâu và biết được từng bạn học như thế nào ấy, để mình chia lớp này hay là mình có những cái phương án tiếp để mình dạy cho nó dễ hơn đúng không nào? Phương Tân ngồi vào đây nào. Lại chạy lon ton đến đâu mất rồi. Đó, thì sắp tới các con hãy đăng ký một buổi học 1-1 nha. Các bạn hãy đăng ký kiểm tra năng lực 1-1 ở bên Pantado ấy. Cô sẽ để lại cái đường link đăng ký cho các bạn, được chưa? Học 1-1 thì có thể là sẽ học với cô hoặc là những giáo viên đánh giá khác và họ sẽ ghi lại kết quả cho các con, đúng không? Còn bạn nào mà thấy là học 1-1 ok hơn thì các bạn hãy chuyển sang học 1-1. Tại vì là nếu mà học ở lớp đông quá thì các bạn lại không theo được, đúng không nhở? Đúng không? Thì các bạn hãy bảo bố mẹ là đăng ký kiểm tra năng lực nhá, để cô còn xem là từng bạn muốn như nào. Ok không? Nếu mà ok, raise your hands nào. Các bạn hãy đăng ký. Cái buổi này các bạn hãy ghi là lớp của Miss Ngọc thì các bạn sẽ được free cái buổi này. Lớp của mình thì chỉ có được 60 suất thôi. Còn lớp cô Thư là được 60 suất tiếp theo. Đó, thì là hiện tại bây giờ, từ bây giờ cho đến hết tuần là sẽ có 120 suất học thử một buổi. Có thể là học với cô. Nếu mà học với cô thì các con có thể là đăng ký ghi ở trong đấy là học với Miss Ngọc nha. Còn nếu mà các bạn mà đăng ký bình thường thì các bạn sẽ được như khác, và các bạn nhớ là ghi lớp của Miss Ngọc để được ưu tiên nhận buổi này nhá. Và chỉ có các bạn ở trong lớp học này thôi, chỉ có các bạn trong lớp học mới có thể có cái đường link để đăng ký thôi. Còn những bạn ở ngoài thì rất là tiếc vì các bạn lại không được đăng ký nha. Còn các bạn ở trong lớp mình bây giờ thì sẽ được đăng ký nhá. Mình có 60 suất nha, học với Miss Ngọc. Trời ơi, thế bây giờ làm sao mà cô dạy được hết 130 cháu, 130 tiết học trong vòng một tuần được cả các con. Nhưng mà đó, thì trong nhóm nhá, nhớ này, trong nhóm Zalo các thầy sẽ đăng, các thầy mà hỗ trợ ấy sẽ đăng những cái đường link để đăng ký. Và các bạn đăng ký nhớ ghi Miss Ngọc nhá, tại vì nếu không đăng ký Miss Ngọc là không được cái buổi free đấy đâu. Nghe chưa? Rồi. Chúng mình sẽ kết thúc bài học ở đây. Và các bạn trong một tuần nữa nhớ đăng ký nha. Và cô mong rằng một số các bạn may mắn sẽ được học với cô để cô kiểm tra trực tiếp trình độ các bạn. Ok. Nếu happy thì các bạn có thể raise hand hoặc là comment cho cô. Cô thì rất yêu cả lớp. Lớp 130 người mà cô chỉ được dạy có 60 bạn thôi. Nha. Ok. Good evening. Yes. Bây giờ mình sẽ mở mic nha. Mình sẽ mở mic nha. Chào bạn là gì? Chào cô. Chào cô.